Ở đây là cái trận chiến kỳ ba này là Lào, Campuchia với Myanmar, Thái Lan là rồi xong. Nó gom về đất nước Việt Nam mình mới lập đại hội hôm qua là sao đất nước Việt Nam mình là nó thành cái hình con quy, cái hình tròn con quy, mà cái đó là do thiên định chứ mình không có ai cãi được đâu. Bởi vì nó sẽ qua liền năm nước Cạc Đàng nó quấn. Bởi vì tiền Âu hậu Á mà giờ nó quấn Âu Châu rồi thì thằng thằng cái đó là cái lực trời định, là cái máy thiên cơ rồi, cái tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, sau này con người tiêu hết. Giờ thế giới đó chuẩn bị nó nổ, chiến tranh thứ ba nó bùng nổ rồi, Trung Đông nó nổ rồi, là tới rồi đó. Có nghĩa là mình một một mình sẽ theo Phật để mình chết. Bởi vì khi mà Phật ra đời thì quỷ ma nó sẽ xuống, mà Thượng Đế khai đạo thì đủ số lan và quỷ dương nó sẽ xuống, nó theo nó khảo đạo. Thì mình phải biết, mình phải một lòng giữ cái quy điều giới luật để mình dắt, để mình giải thoát, để hiểu không? Nhưng mà không chống trả người ta, cũng không cần phải đối phó với người ta, để hiểu không? Cái lý của tôi nói đó, có nghĩa là chúng ta chỉ lo mình biết mình làm thầy cho mình giữ giới luật với mình biết mình có tu hay không, vì chỉ mình biết mình là được rồi, cái đó mới là đắc đạo. Đệ hiểu không? Cũng như giờ đệ hiểu cái ý của đệ, cái tâm của đệ là như thế nào, đệ biết gọi là gì, là Phật tổ nói là thấy tánh. Hả? Mình thấy tánh mình, đệ ngộ tới cái đó chưa? Thấy tánh có nghĩa thấy tánh là gì? Thí dụ mình nói qua một cái câu nói nào 100 câu 200 câu gì, nhưng mà khi mà có những cái câu lệch mà ai đóng góp với mình, hoặc là tự động về mình ngồi mình thấy cái câu đó lệch, lệch là có nghĩa là qua những cái chuyện nó không được, nó không được đẹp gì phần nhân đạo, phần người với người, thì mình về mình sửa, mình mốt mình hạn chế, mình không nói, không cần nói nhiều, để hiểu đó, cái lý đó không, là gọi là thấy tánh, có nghĩa là tu tâm dưỡng tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Có nghĩa là Đức Thầy dạy cho mình, là Đức Thầy đọc nguyên một câu, tổ thầy dạy cho mình là đọc nguyên một câu, nhưng mà mình chỉ cần vừa sử dụng một câu một là mấy cái kia nó hết rồi. Tu tâm sửa tánh cho minh, phải không? Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, làm sao mà mình không niệm Phật, làm sao mình sửa mình rồi. Tu tâm dưỡng tánh cho minh có nghĩa là mình chỉ niệm Phật thì tự nhiên là cái tánh tâm tánh mình một thời gian nó minh, chứ không có làm sao mình sửa nọ sửa được. Bởi vì con người thế gian này để thấy không, mà phải tôi nói đúng không? Bởi vì Đức Thầy biểu mình, Đức Thầy dạy cho mình là đi đứng nằm ngồi chẳng đợi rồi thời khắc. Có thể nhiều khi mình đương vui an lạc, đương cái tâm mình đương ổn định đó. Nó đương có nghe, cái tâm mình nó đương bình thường, cái tự nhiên nó buồn, nó nhớ cái này, nó giật mình, nó nhớ cái kia, nó sầu cái này sầu kia. Có nghĩa là gì? Tam sầu bạch sát, cái đó là phiền não, gọi là gì, tài ý, phiền não gọi là buồn giận vui ghét thương mến yêu, có nghĩa là nỷ nộ ái ố tham sân si. Mà nỷ nộ ái ố tham sân si này là nó là Phật chứ không phải là chúng sanh. Tôi nói vậy hiểu cái lý lý của tổ không? Nỷ nộ ái ố tham sân si là nó là Phật, nhưng mà tại vì chúng sanh mê mới lấy cái đó sử dụng để đối phó với nhau, để mà giết hại với nhau. Nói chung là từ cái chỗ đó mà buồn vui giận ghét thương hờn. Khi nào mà mình thấy được cái đó thì tự nhiên mình dứt, mình trở lại tánh bình thường, gọi là tánh tánh bình thường là đạo, là Phật, chứ không có kiếm cái chỗ nào nữa hết trơn. Rồi từ từ mình tu mình mới có thần thông, cái trí tuệ mình khi khai phá mới có thần thông. Thôi giờ là nói qua những cái vụ đó bỏ qua đi. Giờ như thế này, Đức Thầy nói tu là tu chứ không phải để tóc là tu. Đức Thầy nói đàng hoàng ăn trong những cái những chuyện bên thầy, điều đó có số người để tóc mà không giữ đạo, để tóc mà không giữ giới, để tóc mà không biết sửa. Đức Thầy mới hỏi Đức Thầy nói để tóc là để tóc, còn tu là tu. Mà để tóc là tu là do cái tâm, cái ý của mình, do cái căn duyên của mình tu chứ không phải do cái tóc. Phải nói rõ ngang nghe. Còn để tóc là để biểu hiện cho cái thời kỳ của tổ tiên chúng ta chất phác, là nhờ hồi xưa là nhờ mình ông bà chúng ta để tóc,
để giữ cái truyền thống dân tộc Việt Nam là để con người chất khác lam lũ cũng như người dâu chỉ, chứ không phải để tóc là tu. Hiểu cái đó không? Để tóc là tu là cái hạnh để tóc để chi? Để chúng ta không phạm vào cái gì, không phạm về cái sắc tướng. Thí dụ như để đẹp quá, để hớt tóc thì nữ hoặc là những người mà nó mến yêu mình nó sẽ đeo mình khó tu, thành ra mình phải để tóc để phá tướng. Để hiểu không? Để hiểu cái lý không? Và mặc đồ đen hoặc đồ già để chi? Tu hành ăn mặc đen già, trồng rau tỉa bắp, trồng khoai tỉa bắp để mà nuôi thân. Đức thầy cho biết mình tu hành thì mình phải làm lam lũ, hoặc mình làm cái nghề gì mà không có bị sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì mình làm những cái nghề đó. Bất cứ những cái nghề gì, sĩ trong công thương, binh tiều ngư mục, mà làm những cái nghề gì mà không phạm vào cái giới hại chúng sanh thì nghề đó làm được hết. À, như vậy mà mặc đồ đen và đồ già để thể hiện cái tâm mình là tâm đã theo Phật, thì mình phải mặc những cái này cho nó phù hợp theo cái lý cái hữu hình, cái về cái tướng tăng và tướng đạo, chứ không phải mà mặc đồ đạo mà tu. Mà người đã tu rồi thì phải mặc đồ đạo, để hiểu không? Đó là mặc, đó là người xuất gia. Còn như để đời cư sĩ tại gia, để mặc đồ bình thường nữa, để mặc đồ tây luôn không thôi. Nhưng mà mình mặc đồ tây mình phạm cái lý của thầy, bị thầy không thích cho mình mặc đồ tây, mà mình mặc đồ bà ba, hoặc là mình mặc đồ, thí dụ mình mặc đồ biruma, hoặc mình mặc cái gì đó, nhưng mà giờ mình đã biết được đạo rồi, mình sẽ mặc đồ giống đồ bà, đồ đen, đồ già. Còn cái chuyện tóc, hớt tóc là cái chuyện tóc là cái chuyện bề ngoài không thôi. Bởi vì cái xác thân này thì là tất cả các cái về tứ đại giai không này nó không có thuộc gì lý đạo, nó là tạm mượn, để hiểu không? Như vậy là Đức Thầy nói kể từ đây về sau tôi cho phép mấy ông được để tóc hoặc hớt tóc, thấy chưa? Đó là trong những chuyện bên thầy là tôi nghe là mấy chục năm nay rồi đó. Hả? Bị có số người hỏi thầy chứ từ đây về sau tôi cho được phép mấy ông hớt tóc hoặc để tóc, thì theo hoàn cảnh. Thí dụ giờ như để đi làm cái nghề máy mà để tóc đó, mà để quay máy mà đuổi cái tóc về để xả xuống rồi nó mang vô cái máy, nó kéo để vô trong đó chết. Như vậy là để có lợi ích cho đạo gì đâu? Không lợi ích cho bản thân mà cũng không lợi ích cho đạo nữa. Rồi thí dụ giờ để làm cái gì đó mà những cái nghề mà cái tay cần cái tay nhiều, mà cái đầu tóc nó đâu phải nó tuyệt đối là nó như ý mình đâu, phải đúng không? Thì như vậy là hớt tóc bình thường, đừng có nói ai nữa. Ai nói mình ủa sao hớt tóc vậy là thằng bổn rớt không? Rớt hay không là để biết, cũng như tôi nè, ngày xưa tôi để cái đầu tóc quá trời luôn, dài tôi cũng chấp tướng á. Sau khi đó tôi thấy không được, tôi hớt tóc. Biết bao nhiêu người đồng đạo họ phê phán tôi, họ nói tôi phản đạo. Tôi phản hay không là tôi biết, chứ làm sao người đó biết. Và đâu để ngồi cái thí dụ tôi phản đạo là tôi hỏi ngược lại, phản đạo cách sao đâu, tôi hỏi cái ông đó cái là chết liền, thấy không? Nhưng mà mình hỏi chi để cho mình làm cho họ cách ly mình nữa đi. Bởi vì con người chúng sanh họ để tóc hoặc họ mặc đồ, nhưng cái tâm họ của chúng sanh họ chưa ngộ sâu về những cái giáo lý của Đức Phật, họ ngộ ở trong chưa được, họ mới chấp cái tướng để họ nhờ cái tướng. Nhưng mà tu tướng là gì? Tu tướng là rớt. Mà tu tướng là rớt chứ đâu có tu tướng làm sao đậu. Phải không? Tu tướng là không thấy đậu hết trơn á. Miễn mà con người mà dòm cái tướng tu là khó đạt. Bởi vì cái tướng là để thể hiện cái bực tu hành, chứ không phải là dòm cái tướng để tu. Bị con người mà thấy cái tướng để tu, con người chưa sâu vào tâm thức và vào giáo lý của thầy. Bị vô vi mà chứ đâu phải, nó là vô vi là nó ở trong chứ nó không ở ngoài, phải đúng không? Vì đức thầy dạy cái đạo vô vi của Phật Ân Cần, nói theo Chí Thức Ca ngày trước, nghĩa là đạo vô vi, chứ không phải là chai được tánh, chai tâm mới quý, thấy chưa? Còn chai trường cúng lại là phương tiện để nhắc nhở chúng ta sám hối, chứ không phải là cúng lại là tu. Cúng lại là để nhắc nhở chúng ta hàng ngày, để chi là chúng ta là con người đạo phải làm hai cái bổn phận đó.
mà nhưng cúng lại riết nó sẽ phát huệ. Đúng, nó phát huệ. Cũng như mà huynh dọn rừng, để dọn rừng vô một 10 cây số nhưng mà để phá cái rừng không nổi, để phá một đường mòn thôi, để phá mau, phải đúng không? Để đâu cần phải phá nguyên cái rừng. Cũng như cái tâm mình nó giờ, nó hồi đó giờ nó hỗn tạp, nó như một rừng á, rừng tội á. Tội rồi đủ thứ trơn. Giờ hôm nay ta không thèm phá hết cái rừng này, ta đi một đường một thôi, phải không? Ta niệm sáu chữ lục tự di đà, ta giữ năm giới cấm, đồng thời ta tu thập thiện nghiệp thì ta giải thoát chứ gì trơn, phải đúng không? Còn chuyện vợ chồng, đạo vợ chồng tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng qua vợ thượng cháu con thảo hiền. Về thế này, quá khứ làm sao mình biết? Nhưng mà mình muốn biết quá khứ thì mình dòm hiện tại. Đó là Đức Thế Tôn dạy. Hiện tại giờ mình là người biết tu, nhưng vậy là quá khứ đã có căn tổ, có căn với Phật Pháp rồi, có căn với Thầy Tổ rồi, phải không? Bởi vì thầy Tổ nói là duyên lành mới được khùng điên, mới rõ khùng điên. Bởi vì kiếp trước thiện duyên không phần. Thí dụ tôi giờ 200-300 cây số ở đây nè, tôi đó giờ có biết thầy Tổ trên miền Tây không? Đâu biết. Mà tại sao giờ tôi tu được mà tôi theo giáo lý thầy? Mà giờ giáo lý thầy chỉ cần tôi coi sơ qua là tôi sẽ giảng mấy ông thầy giảng lại tôi luôn đó. Bởi vì tôi đã có trước, cũng như tôi là thằng đồng đi, thí dụ vậy đi, phải không? Sanh ra là 3-4 tuổi là nó giải toán tu tài rồi. Chứ đã có nghĩa là Đức Phật nói là dục tri tiền thế nhân kim thay kim sanh thọ giá thị. Dục tri tiền thế nhân kim thay nội giá thị, muốn biết kiếp trước là gì thì kiếp nhìn kiếp này biết chúng sanh đó nó đã phạm cái lỗi gì, nó lên nó làm cái người kiếp này, phải không? Dục tri tiền thế nhân kim sanh thị thọ giả thị, có nghĩa là muốn biết kiếp trước thì thấy kiếp này là biết cái người đó họ cái lỗi họ gì rồi, họ đào thai lên để họ làm gì rồi. Nếu họ không theo Phật, theo Tổ, theo Thầy trong cái thời buổi hạ quan này thì họ sẽ đi con đường đó hoài và đi xuống 6 đường sanh tử luân hồi, mà nhất là 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người chưa chắc gì được đó, đừng nhỏ đó, phải không? Bởi vì trời nè, người Atula, súc sanh và địa ngục, ngạ quỷ. Thì giờ chút súc sanh thì mình thấy rồi, địa ngục thì mình coi một kiền liên là mình biết bà Thanh Đề bà xuống địa ngục rồi, nhưng ngạ quỷ rồi, nhưng mà địa ngục vô gián là vô khung cứu chữa, địa ngục là vô gián là linh hồn chìm đắm chốn đại hà, có nghĩa là trở lại sạch sông nước, nước đất sau này có người tiêu hết. Giờ thế giới đó chuẩn bị nó nổ, chiến tranh thứ ba nó bùng nổ rồi, Trung Đông nó nổ rồi là tới rồi đó. Mình đừng có nghĩ, cũng như Đức Thầy á, ổng nói chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Đâu có khi nào Đức Thầy nhắc là thầy, nhưng mà khi thầy dạy đạo một thời gian là thầy mới đầu thầy mới lộ chơi lộ cái tiền kiếp của thầy, phải đúng không? Bởi vì Đức Thầy nói bấy lâu Phật ở bên Tàu, bên Tần, ngày nay Phật lại lần lần về Nam, mến là mến Nghĩa Hoàng Lan, thương là thương, thấy dạng dân bắt nạn, thấy Campuchia nó sau này nó mắc nạn mà cứu không được, thấy chưa? Campuchia là năm bảy mấy là nó mắc nạn rồi, nó diệt chủng nó rồi, giờ tới đây là nó tiêu luôn. Tới đây là cái trận chiến kỳ ba này là Lào, Campuchia với Myanmar, Thái Lan là rồi xong. Nó gồm về nước Việt Nam mình mới lập đại hội hôm qua, là sau nước Việt Nam mình là nó thành cái hình con quy, cái hình tròn quy, mà cái đó là do thiên định chứ mình không có ai cãi được hết. Bởi vì nó sẽ qua liền năm nước Cật Đàn, nó quýnh vậy. Bị tiền Âu Hậu Á, mà giờ nó quýnh Âu Châu rồi, thì thằng cái đó là cái lực trời định, là cái máy thiên cơ rồi, cái tuần xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, không có, đừng có nói giờ đạo nó phản thầy nhiều lắm, để nên nhớ rằng đạo giờ nó phản thầy nhiều lắm. Bởi vì nó chạy theo nền văn minh vật chất nè, để hiểu không? Nó cũng ăn chay trường, nó cũng tu, nhưng mà nó miễn nói tới cái gì du di là nó không chịu, nói với tới cái gì mà thần thông là nó không chịu, nó này không có thần thông gì đó. Để hiểu không? Bây giờ ma vương tới thời kỳ ma vương nó ra đời rồi. Bởi vì Đức Thầy mới nói là Phật ma, rồi ma Phật mới ra giở tù. Thấy chưa? Thấy, để thấy ngộ không? Đức Thầy ra là Phật ra đời. Kim sơn Phật ấy đành rành giáng sanh, mà đã Đức Thầy dùng đủ thần thông để độ tất cả là 6 tỉnh phía Tây đều biết thầy là có thần thông đủ ứng quá thân, liên quá quá thân. Thầy muốn thân nào cũng được đó. Mà giờ mà nói tới tôi hôm rồi tôi về tổ đình ở trên sư tổ Nguyễn Thành Nam, mà tôi nói tới cái đó là nó xúm nhau, là nó đốn tôi.
Bởi vì nó mê muội, nó mê muội, nó cũng dân ăn chay, nó cũng cúng lại, nhưng mà nó mê vật chất. Nó mê vật chất làm sao nó có thể hiểu được như tôi. Tôi giờ là vợ đẹp con ngoan, nhà lầu villa, tiền bạc của cải mà tôi đem tôi xả hết, còn nó ôm vô nó xài, rồi nó lợi đạo thì nó bàn cái việc đất đai của cải tài sản sự nghiệp không, mà đợi tính đi của thầy tổ mà nó bàn rồi nó chia nhau rồi nó phân phe ra thì như vậy thì để tính còn khỉ gì nữa. Bởi vì sau này thầy nói là nữa tôi về là đập đầu vô cái gốc dừa chết, không phải là đập vô gốc dừa, mà để biết sao không, là tôi bay dừa, tôi bay tín đồ tôi vừa chết vừa tôi bay vừa rồi đó. Bây giờ tôi dạy tôi bay không Tôi nghe. khổ. Đức thầy từng đi đây đi kia biết bao nhiêu gian khổ, xông qua ra chiến trường như lương, hình thể như lương đó. Còn mình giờ cái tu mà hỏi cái đi xe du lịch rồi là sắm cái này cái kia đủ thứ hết trơn, mà bản chất tham sân si đầy dẫy hết trơn, mà biểu thành Phật thành cái gì thành người làm người hiền chưa có kiếm trên đời, chứ nói tới Phật. Nói nghe 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 những vị nào mà niệm Phật và làm thinh mà ăn chay niệm Phật mà coi cái thân tứ đại này giả họ là người đã đắc đạo, bất cứ tín đồ Phật giáo hòa hảo của thầy đắc đạo nhóc cái trơn á. Mình phải 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 cúng lại hai thời, mình phải thương đồng đạo. Sau này mình về tại gia, tại gia tất nhiên là có cái cuốn sấm giảng là đó là Phật, phải đúng không? Và tôi nói vậy để chấp nhận không? Cái cuốn sấm giảng tôi nói đức thầy nói miễn nhà nào có cuốn sấm giảng là nhà đó là Phật, nhưng mà không phải để cuốn sấm giảng trên bờ đó, trên trên bàn thờ đó là Phật, còn không phải là mình phải lật ra mình coi rồi mình hành theo đó, là tất nhiên là mình Phật tu tại gia, là ông Phật tại nhà. Ông Phật mình gồm có ông Phật cha, ông Phật Thích Ca và mẹ là Phật Phật mẫu là Phật Quan Âm. Tu hai cái đó trước rồi để đắc đạo, chứ không nói vậy. Như tôi nè, ở đây nè, má tôi nói gì nói tôi, má tôi biểu thôi vợ tôi dạ dạ thôi, tôi dẫn về dưới tôi ở chuồng heo tôi tu, vì tôi biết tu rồi mình thôi vợ mình rồi mình cưới con vợ khác còn tệ hơn nữa, bị cái nghiệp để hiểu không. Nhưng mà cái này ơn trên độ, tôi về dưới tôi ở với vợ tôi mà tôi đâu phải tệ, mà tôi phải ở cái chuồng heo của ông già vợ, mà tôi ai nói gì tôi cũng không có nói, tôi lo tôi mừng, tôi nguyện giái tôi mừng, giái mạnh giỏi mừng dư ăn dư để đặng cho vợ con nó có của cải sự nghiệp nó không thua kém ai trên, rồi là rồi xong là đi. Tính là nhờ vậy mà tôi mới tỉnh thức, tôi mới tu. Nhưng mà mình có cái gốc, mình có cái duyên với thầy tổ, mình mới biết được cái giáo lý của thầy mình tu, chứ không phải không có cái gốc. Không có gốc là tôi thù nó rồi, tôi thù nó là nay tôi chết rồi, để không tôi chết rồi, vì nó có cái vai trò xuống, nó tiêu diệt những nhà giàu để chi, để mình mới trúng cái cơ trời, trúng cái thiên cơ của thầy. Thì thầy nói sao là như vậy, thí dụ thầy thầy viết bài này nè, mình chỉ cần đức thầy nó lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, bởi vì mình phàm mà mình hiểu nhiều quá là coi chừng chứ mình sẽ rớt gì, mình sẽ rớt gì gì rớt gì kiến thức và ý thức, để hiểu không? Bởi vì mình thông minh thôi à, coi chừng chứ mình thông minh nhiều cái chứ người ta tôn mình là bực này bực kia, cái mình coi chừng mình rớt, mình ngã mạng mình rớt đó. Mình phải tu lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì sẽ thấy bổn lai diện mục. Chữ bổn là gì? Chữ bổn là nguồn gốc, bổn là gốc, lai là gì? Lai là dòm trở lại, diện là mặt, bổn là diện mục, mục là con mắt, có nghĩa là chúng ta dòm lại ở cái con mắt là phía trong. Đức thầy dùng mục là mắt, mà mắt đó không phải là mắt phàm, mà cái đó là cái tâm là thượng đế. Vậy là thượng đế mở mắt trái, như vậy là tu phải đi ngược dòng dòng đời, phải không? Đi đi trái, bề trái mở ra, vì con bù lon là để xiết từ mắt trái về, để xiết vô xiết bức, hoặc tu bù lon để phải mở con bù lon ra, gọi là từ phải sang trái là mở lên, không là không không bước bù lon không tuột. Như vậy là cái người nào mà đi theo dòng phải là đi xuống địa ngục, đi xuống sáu đường sinh tử, trời người Atula xuất sanh địa ngục chứ còn gì nữa. Nhưng mà làm người hoài, phải không? Làm con người hoài không có khi nào ra được khỏi hết trơn, không bị cái thời kỳ loạn ly an Phật pháp suy đồi an, nhớ nghe chưa? Nhưng mà suy đồi là những cái bậc giả tu, chứ những bậc chân tu làm cho suy đồi nữa, chánh pháp vẫn còn, giáo lý đức thầy vẫn còn thì chánh pháp vẫn còn. Nhưng con người mình làm hư, hư là bản thân của mình hư, tâm linh của mình hư, và mình làm bậy mình xuống địa ngục, chứ còn Phật không còn thù gì hết. Cái giáo lý của ông là như như thật, không có ai phá được.
mình nghe lời cái người mà chân tu á, chứ còn cái người mà họ bài bác thầy là tôi không đồng ý. Họ bài bác cái gì kệ họ, phải không? Nó bài bác với này thiếu gì, con cọp mà nó tu rồi để thế nó thành chưa, thú cu nó thành á, bị mấy người hung dữ tu thành hồi đó thập bát la hán á, 18 ông á, ăn cướp giết người phải không, nhưng mà tu rồi thành chánh quả phải không, bị người ta dám hạ đầu đau. Còn cái thứ mà cái xìu xìu anh ở nó tu nó không tu mà nó hiền nó không hiền mà nó giữ nó không giữ, cái thứ đó không có nên thân hình gửi về đây để dòm để ký. Hiền cho ra hiền, giữ cho ra giữ, anh hùng cho ra anh hùng, tiểu nhân cho ra tiểu nhân, như vậy còn cứu. Chứ còn cái thứ mà nửa nạt nửa mở sẵn được, mà cái đó là nói về đời thôi chứ đừng nói đạo mà nửa nạt nửa mở rồi để tính làm sao mà là thành tựu, phải không? Đức thầy nói nè, nợ thế âu toan đền nợ thế, đường tu giữ dạng tượng đường thân, hoặc đời đạo liên quan. Liên quan là không phải dạy cho mình đi chơi bời, liên quan như thế nào, đời đạo liên quan rạng tối ngời, mà liên quan như thế nào mới quan trọng. Cái giáo lý thầy dạy siêu việt, chứ không phải liên quan rồi cái nay cái đi đám giỗ rồi mơ đi đám cưới bữa nọ đi đám tang bữa nọ đi rồi tới nó đi tùm lum hết trơn, mà đi cái chuyện gì đâu đâu không, chứ không phải chuyện đạo, hiểu không? Bởi vì thầy dạy mình phải ngồi mình tu huệ cả, mình tu phước huệ song tu cả, giới định huệ của Phật cả. Mình tu qua bố thí trì trai giữ giới, mình cúng lại, mình tin tưởng thầy, thì cái trí tuệ mình một ngày phát sinh ra, mình sẽ biết được giáo lý của Đức Thầy một phần nào, mà một phần nào rồi thì hết cậy, hết cậy. Tôi nói thật nha, không có ai đổi bằng vàng, đổi vào bao nhiêu cũng được đó, bởi vì đâu có đổi trí tuệ của con người được, để hiểu không? Cái giới lực làm sao lấy tiền đổi, đâu có mua, đâu có các chùa mà có giới lực, mà đâu đó các chùa mà là cái người đó được hưởng phước đâu. Các chùa vô mà gặp mấy ông tăng tu không đúng, mà gặp mấy người lãnh đạo không đúng, nó đi xuống địa ngục, phải đúng không? Mà mình làm sao cái đời này mình làm sao mình biết cái ông tăng đó tu đúng tu không đúng, ma dương quỷ dương thì nó đầy dẫy hết trơn. Bị chúng nó đời nay dụng tiền chứ không còn dụng chữ nhân chữ nghĩa. Như vậy là chỉ một câu đó thôi là mình hiểu rồi. Bị Đức Thầy đã nói trong giáo lý rồi. Đức Thầy nói bởi vì chúng nó đời nay dụng tiền chứ không còn dụng chữ nhân chữ nghĩa nữa. Chúng sanh gì vô minh? Phật nói vô chúng sanh vô minh. Nhưng mà Đức Thầy nói bởi vì chúng nó, chúng là chúng sanh, nó là tụi này nè, tụi ma quỷ này nè, phải đúng không? Tụi dịch cắn cho huynh nghe, cho để nghe. Tôi không sợ nữa, tới thời kỳ tới rồi, đặng mà tinh tấn mà tu. Bị cái gì mà sưng là xẹp, phải bị có sưng là phải có xẹp, phải đúng không? Mà Đức Thầy nói nè, Đức Phật Thầy Trang ngày nói nè, khùng này xưa ngự núi Sam, phải không? Đấy là tuyệt đối phải tin du di và tin các ngài có đủ thần thông và các ngài có thể ứng qua thân bất cứ giờ phút nào. Nhưng mà để muốn dạy học cho học trò giỏi thì phải trước khi mở bài xong xuôi, mở trường lớp dạy xong rồi phải đi. Ông giảng viên, ông giáo sư đó phải rời khỏi đó để coi cho tín đồ ở đây nó làm cái gì. Rồi sau khi trở về mới bắt đầu mới biết. Mới ai thật đạo, ai người giả đạo. Phải đúng không? Đây nè, tôi nói để một câu đầu tiên thôi mà khi tôi ngộ được. Lòng ngộ rồi phải nói cái gì, có lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, mà tôi nói vậy tôi phải dịch cho đúng cái hiểu và cái ngộ của tôi. Để biết được là không cần nhiều kinh. Hả? Đức Thầy nó theo lục tổ chứ theo thần tú. Theo thần tú bài nhiều chu ngõ, từ xưa nay có mấy hành coi chừng chứ mình mà hành riết coi chừng mình thành thần tú luôn. Bị tối ngày mình đi tụng cúng kiến mà mình không làm đúng chánh pháp của Đức Thầy. Túng là tốt, đi cầu nguyện là tốt, nhưng mà coi chừng chứ mình ở tại gia mà mình đem chu ngõ mình quấn răng rằng là coi chừng chứ mình trở thành thần tú hồi nào mình không ai. Mà phải đúng không? Phải đúng không? Bởi vì Đức Thầy không có chu ngõ. Tôi nói tại nhà tôi nữa, tôi cũng sắm chuông mỗi lần, tôi cũng chạy theo mấy ông thầy tu, vì tôi thấy mấy ông thầy chắc tôi cũng phải theo. Cái Đức Thầy nói ta là một tín đồ tại gia, nếu những bậc tu hành một sư thầy nào tu hành chân chính, ta phải nghe lời họ. Khi thầy vắng mặt, thầy cho phép mình nghe lời, nhưng mà mình dòm sao vô lấy thầy sao thấy mấy ông nội này đi trật lọt, rồi mình phải tự môi tự tu chứ đâu có chạy theo mấy ông mình xuống dưới địa ngục sao? Tu theo lớp cũ đường về Diêm Vương, phải đúng không? Đường về Diêm Vương. Đây đọc cái câu này mình mới tôi mới chẳng chứng cho đệ là lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh. Đức Thầy nói nè,
chẳng qua là nam vô dương nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay quá suýt, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm mà quá hao mòn, mùa màng thất đối đau không thu. Chẳng qua là nam diệt vô dương, bởi vì Đức Thầy nói là nó vô dương, nó không có vua. Cái đời này nó đâu có chữ ký tên trong tiền, để thấy nó đâu có ký tên trong tiền đâu. Như vậy là tất nhiên là nó không có phải tránh gì vương, phải đúng không? Thì để dòm nó đâu có ký, bởi vì nó đâu có hợp pháp trên Liên Hợp Quốc và trên Thương Đình, đâu có cho nó hợp pháp. Đó, tôi nói vậy là để biết, tôi biết tới cỡ nào rồi chưa. Đồng tiền là Đức Thầy nói tiền ma, Đức Thầy đã nói rồi mà nó chưa lòng ngộ rồi là gạo quỷ đừng nên trữ. Mà để biết tiền ma, tại sao thầy gạo mà thầy dám nói gạo quỷ? Gạo của rõ ràng Đức Thầy nói chữ gạo là đâu có dịch cái gì được nữa, ngoài ra lúa gạo. Mà giờ thầy là một vị Phật mà tại sao giờ thầy nói vậy? Mình phải hiểu chứ, phải không? Mình tu mình mới hiểu. Gạo là chúng sanh bá tánh, đó là hột ngọc của trời, mà thành ra Đức Thầy nói tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ. Không phải đơn giản cái câu này đâu, cho để biết. Tôi nói cho để nghe nè. Đức Thầy dạy mình là phải có để chút ít nào trong nhà ăn thôi. Một tháng, hai tháng. Khi có lâm những chuyện gì đó mình có, mình nấu cơm, nấu nước cho con cháu, nấu cháo được cho nó ăn. Đặng nó qua những cái chuông đó mình mới sống còn. Chúng sanh nó ham, nó dựa, đặng nó bán, nó lấy lời. Phải không? Mà có chuyện gì xảy ra đó, nó chưa, giờ nó tan, giờ nó hết giựt được rồi, tới đây là nó không còn giựt ai nữa. Đại biết sao tới đây sao không còn giựt ai nữa không? Tôi cảm tôi dám nói với đệ luôn nè. Đức Thầy nói đó là năm 1945, thủ Nhật vô nó đốt sạch hết, nó đốt luôn, nó đốt đối với miền Bắc chết tới 20 mấy người. Tôi đại biết năm, trời đừng đấy, rồi á bắt đầu năm 1975 nó vô nó tịch thu lúa sạch hết trơn, thì gạo quỷ chứ còn gì nữa. Nó lấy lúa sạch cho gia đình tôi, nó lúa ngàn mà nó lấy sạch cho trơn. Như vậy là tức Đức Thầy là Phật. Đức Thầy biểu mình đừng có dựa, mới cho đi, cho dân đi. Mà má tôi, bà có đức, bà cho dân. Em út con cháu, mấy anh, mấy chị tôi mừng. Tôi nói ông nào nói mà cha tôi quýnh ra, sống ra gió luôn, chứ đừng không mừng. Người chân chính người ta mừng nên sự nghiệp là do cái đức của người ta, do cái tài của người ta, do cái sự mạnh của người ta, cây kỳ cổ người ta không có lọt vào tứ trụ tường. Cha tôi không có tứ trụ tường, thành ra ông tu ông ăn chay rồi ông chết, ông ngày ông chết có ông bệnh có 3 ngày, cái đầu ông nóng hổi giảng sanh chết 14 tiếng hồ mềm sùi từ trong. Như vậy tôi giờ nào vô mà làm tu viên tôi khoái, bởi vì bị biết sao không? Mà chết cho sướng hơn, thấy mình có cái huệ, mình tu mình chân chính, mình thấy cái đời này nó quá sức. Quỷ xử quỷ, Phật chẳng có trừ, phải không? Giờ nó xử nó tiêu rồi còn khỉ gì nữa. Đến đây nè, tôi nói để không có giật gì nữa, lo mà chạy xúc quần nè, chứ giật nội nó đỡ nguyên với đỡ thổ với đỡ tàu với đỡ thằng bạc năm nước, nó đỡ không nổi thì có đâu tới đi giật của người ta. Phải để hiểu không? Mà ăn cốp nó giật á, ăn cốp đói rồi nó vô nó giật á.